Giá xăng dầu ở Việt Nam ở đâu so với các nước trong khu vực? Giá xăng ở Việt Nam thấp tương đối so với các nước thuộc ASEAN. Tuy nhiên thì chu kỳ điều chỉnh giá 15 ngày một lần khiến giá xăng tại Việt Nam luôn bị điều chỉnh chậm nhịp hơn so với thế giới. Tính đến ngày 2 tháng 5 năm 2019 thì giá xăng RON95 chạm mốc 22.190 đồng một lít. Đây là mức giá bán lẻ cao nhất từ tháng 10 năm 2018. Sau 3 lần tăng liên tiếp thì giá xăng đã tăng lên 3.500 đồng một lít. Và khi người dân còn chưa hoàn hồn với hóa đơn tiền điện tăng phi mã thì giá xăng leo thang khiến họ không khỏi hoang mang và lo ngại giá các mặt hàng khác cũng sẽ tăng theo như kiểu tát nước theo mưa. Hai ngày sau khi giá xăng tăng thì dạo quanh một vòng khu vực Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, chúng ta có thể thấy giá cả một số mặt hàng thực phẩm đã bắt đầu có sự nhúc nhích. Không tăng thì lỗ vốn à? Thường ngày thì mua 3 lạng thịt đà vai có giá chừng 30.000 đồng, mà hôm nay tôi phải mua với giá 35.000 đồng rồi đây này. Hỏi thì người bán cười tươi bảo rằng xăng điện mới tăng thì thịt cũng phải tăng chứ. Thôi thì cũng đành phải mua thôi chứ không biết phải ăn bằng cái gì. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, 50 tuổi cho biết. Một số tiểu thương nói rằng giá xăng tăng nên họ cũng tự chủ động điều chỉnh giá để đảm bảo nguồn thu. Tôi lái xe máy gần 30 km từ huyện Đông Anh về tận quá Ba Đình này để bán rau. Bây giờ thì tầm 22.000 đồng một lít xăng thì không chủ động tăng giá thì lỗ vốn à? Chị Hồng Thêm, 42 tuổi, chủ cửa hàng rau sạch nằm ở xếp chợ Ngọc Khánh chia sẻ. Mà nào có tăng nhiều nhặn gì đâu, cũng chỉ tăng từ 1.000 đến 2.000 so với ngày trước thôi. Xăng bây giờ tăng những 3.500 đồng một lít cơ mà, chị Thêm chia sẻ thêm. Đối với một số doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến vận tải thì việc nhiên liệu tăng giá đều được dự án từ trước. Theo anh Hà Mạnh Cường, chủ công ty sản xuất và chế biến gỗ, thường xuyên phải sử dụng xe tải để vận chuyển hàng từ ngoại thành Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc, thì giá xăng dầu tăng thực chất là rủi ro vận hành. Dù quy mô hoạt động không lớn, nhưng công ty anh vẫn phải có khoản dự phòng cho việc tăng giá nhiên liệu. Tuy vậy, theo anh Cường, thì việc tăng giá 3 lần liên tiếp tạo ra một áp lực vô cùng lớn. Giá xăng ở Việt Nam so với các khu vực, phần lớn xăng dầu tiêu thụ trong nước vẫn phải nhập khẩu nên giá xăng trong nước phụ thuộc tương đối nhiều vào giá dầu thế giới. Và lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Iran từ gần cuối năm 2018 và căng thẳng giữa Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp leo thang khiến nguồn cung giảm và giá dầu thô trên thế giới liên tục tăng. Giá dầu thô đạt đỉnh là 84,22 USD một thùng vào ngày 6 tháng 10 năm 2018. Theo đó thì giá xăng trong nước cũng được điều chỉnh tăng gần 700.000 đồng một lít, tức là RON95. Từ thời điểm đó đến hết Tết Nguyên đán trong khoảng khẩn 5 tháng thì giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm hoặc giữ nguyên liên tiếp dù giá dầu thế giới tiếp tục biến động. Giá xăng dầu tại Việt Nam hiện điều chỉnh theo tỷ giá chu kỳ 15 ngày một lần. Theo nhiều chuyên gia thì giá xăng dầu Việt Nam luôn điều chỉnh có phần chậm hơn so với thế giới. So với các nước trong khu vực thì giá xăng ở Việt Nam ở mức trung bình, cao hơn Malaysia và Indonesia. Theo số liệu của Global Petrobrite, ở Việt Nam thì công cụ chủ yếu để hạn chế biến động giá nhiên liệu do biến động giá dầu trên thị trường quốc tế và điều tiết giá trong nước, đó chính là quỹ bình ổn xăng dầu. Tuy nhiên, ở một số quốc gia Đông Nam Á khác, điều tiết và trợ cấp giá nhiên liệu đã trở thành một chính sách quan trọng, đến mức trở thành một vấn đề chính trị. Tại Malaysia thì một trong lý do Liên minh hy vọng Pakatan Harapan chiến thắng đợt bầu cử năm 2018 là cam kết tái áp dụng trợ cấp giá nhiên liệu mà cựu Thủ tướng Najib Razak đã từ bỏ. Và kể từ khi lên nắm quyền thì chính phủ mới của Malaysia đã áp dụng giá trần cho xăng RON95 và trợ cấp chênh lệch giá khi giá thị trường tăng vượt trần. Còn tại Indonesia thì trợ cấp xăng dầu kết thúc từ năm 2015. Cải cách chính sách trợ cấp giúp Indonesia tiết kiệm khoảng 8 tỷ USD và dùng số tiền này để phát triển cơ sở hạ tầng và các chương trình xã hội. Tuy nhiên thì khi giá dầu thô tiếp tục tăng thì chính phủ nước này quyết định tái áp dụng trợ cấp giá nhiên liệu. Giá dầu trên thế giới đã tăng trở lại sau phiên giảm nhẹ ngày 3 tháng 5 do nguồn dự trữ dầu thô khá dồi dào. Theo phân tích của Reuters, thì sáng ngày 4 tháng 5 thì giá dầu thô đã tăng nhẹ trở lại ở mức 61,94 USD một thùng. Dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước tăng 9,9 thùng lên 476 triệu thùng do nhập khẩu của nước này tăng lên ngưỡng cao nhất kể từ tháng 1. Và theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, đà giảm giá dầu được hạn chế do thị trường lo ngại nguồn cung từ Venezuela gián đoạn khi hôm ngày 1 tháng 5, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido kêu gọi chống lại Tổng thống Nicolas Maduro. Và bên cạnh đó thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 thì Mỹ đã cắt miễn trừ đối với 8 nước nhập khẩu dầu thô Iran và quyết tâm đưa lượng dầu thô xuất khẩu của nước này xuống còn không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu tuần trước đã phát biểu với báo giới rằng giá xăng toàn quốc đang giảm xuống và tôi gọi OPEC, tôi yêu cầu họ phải giảm được giá dầu xuống. Trước đó, thị trường xuất hiện thông tin rằng OPEC có khả năng sẽ nâng sản lượng dầu từ tháng 7 nếu nguồn cung cấp của Venezuela và Iran tiếp tục bị thắt chặt bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và giá dầu duy trì đà lên. Giá xăng liên tiếp tăng mạnh 45 ngày đã lên thành 3.500 đồng. Từ 16 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2019 thì giá xăng được điều chỉnh thêm gần 1.000 đồng một lít với cả hai loại là E5 và RON 95. Giá xăng E5 gần 21.000 đồng một lít, trong khi giá xăng RON 95 vượt 22.000 đồng một lít. Chiều ngày 2 tháng 5 thì Liên Bộ Tài chính Công Thương đã quyết định điều chỉnh giá xăng theo chu kỳ 15 ngày một lần. Theo đó, từ 16 giờ, cả hai mặt hàng xăng đều tăng gần 1.000 đồng một lít và mức tăng với giá xăng E5 là 985 đồng một lít, trong khi RON 95 tăng 956 đồng một lít. Như vậy thì giá bán lẻ tối đa của xăng E95 RON 92 là 20.688 đồng một lít, trong khi xăng RON 95 đã được bán ở mức 22.191 đồng một lít. Đây là mức giá bán lẻ cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Sau 3 lần tăng liên tiếp thì giá xăng đã tăng thêm 3.500 đồng một lít và các mặt hàng dầu cũng tăng từ 300 đến 400 đồng một lít. Cụ thể thì dầu diesel tăng 311 đồng một lít, dầu hỏa tăng 363 đồng một lít và dầu mazut tăng 385 đồng một kg. Giá bán dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut lần lượt không quá 17.695 đồng một lít và 16.625 đồng một lít và 16.002 đồng một kg. Và theo như Liên Bộ Tài chính Công Thương thì bình quân giá thành phẩm xăng dầu trên thế giới trong 15 ngày trước ngày 2 tháng 5 đã là 80,3 USD một thùng xăng RON 92, dùng để pha chế xăng E95 RON 92 tăng 2,4 USD và 82,3 USD một thùng xăng RON 95 tăng 2,5 USD, 83,8 USD một thùng dầu diesel 0,05S tăng 1,8 USD. Giá ethanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E95 RON 92 là 14.790 đồng một lít chưa tính có VAT. Tại kỳ điều chỉnh lần này thì mỗi lít xăng E95 RON 92 được chi quỹ bình ổn là 925 đồng, kỳ trước là 1.456 đồng, với xăng RON 95 chi là 283 đồng một lít, kỳ trước đã chi là 743 đồng một lít. Tại kỳ điều hành giá gần nhất ngày 17 tháng 4 thì Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tăng giá xăng mạnh thêm gần 1.115 đồng một lít, giá xăng RON 95 tăng thêm gần 1.202 đồng một lít, dầu diesel tăng 297 đồng một lít và dầu hỏa tăng 291 đồng một lít và dầu mazut tăng 407 đồng một kg. Khi đó thì giá bán tối đa với xăng E95 RON 92 đã là 19.703 đồng một lít, còn xăng RON 95 thì không quá 21.230 đồng một lít. Giá bán lẻ cao nhất đối với dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut lần lượt là 17.384 đồng một lít, 16.262 đồng một lít và 15.617 đồng một kg. Và trong chỉ thị mới đây thì Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chủ động kiểm soát CPI bình quân năm nay ở mức từ 3,3 đến 3,9%. Với giá xăng dầu thì Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá thế giới. Và nếu cần thì có thể kết hợp với việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm đảm bảo có dư địa cho việc bình ổn thị trường. Chủ động có kịch bản ứng phó phù hợp nếu giá xăng dầu tăng cao để tránh ảnh hưởng đến kỳ vọng về lạm phát cũng như là đảm bảo dư địa điều hành cho các tháng cuối năm, chỉ thị đã nêu rất rõ. Giá xăng đang cộng bao nhiêu loại thuế và phí? Giá xăng RON 95 nhập về cảng có giá gốc là 12.000 đồng một lít. Tuy nhiên thì việc phải chịu thêm hàng loạt các loại thuế, phí đang khiến mặt hàng này được bán ở mức giá gần gấp đôi. Chiều ngày 2 tháng 5 thì Liên Bộ Tài chính Công Thương đã quyết định điều chỉnh giá xăng RON 95 tăng 956 đồng một lít với mức giá bán lẻ tối đa là 22.190 đồng một lít. Đây là mức giá bán lẻ cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018 và sau 3 lần tăng liên tiếp thì giá xăng đã tăng thêm 3.500 đồng một lít sau chỉ hơn 1 tháng rưỡi. Có thể nói rằng thuế và phí đang chiếm gần một nửa giá xăng. Xăng là một trong những mặt hàng đang phải gánh chịu rất nhiều loại thuế phí xuất hiện ở nay.
1 lít xăng RON 95 có giá là 22.190 đồng một lít, nhưng số thuế phí đang phải gánh chiếm gần như một nửa. Theo thông tin từ Liên Bộ Tài chính Công Thương, thì giá xăng thương phẩm bình quân trên thế giới đầu tháng 5 là 80,3 USD một thùng. Xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 tức là tăng 2,4 USD, 82,3 USD một thùng xăng RON 95 tăng 2,5 USD. Như vậy có thể thấy rằng 1 lít xăng RON 95 nhập về cảng có giá gốc là khoảng 0,52 USD, tương đương là 12.000 đồng một lít. Theo quy định thì cơ cấu giá xăng sẽ phải có 4 sắc thuế, gồm thuế nhập khẩu 20% tương ứng 2.400 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 10% tương ứng là 1.200 đồng, VAT 10% khoảng 2.017 đồng và thuế bảo vệ môi trường là 4.000 đồng một lít. Ngoài ra thì mỗi lít xăng còn cộng thêm chi phí định mức, lợi nhuận định mức, mức trích quỹ bình ổn giá và lợi nhuận của doanh nghiệp và tổng của 4 sắc thuế và các loại phí, thì để tiêu thụ 1 lít xăng, người tiêu dùng phải đóng góp cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khoảng 10.191 đồng. Trong khi đó thì mỗi lít xăng RON 95 hiện có giá bán lẻ trên thị trường là 22.191 đồng, tức là tổng chi cho các khoản thuế phí sẽ chiếm khoảng 46%, còn tính riêng tổng chi thì thuế thì chiếm tới 43% giá thành bán ra của 1 lít xăng RON 95. Và trước nhiều ý kiến cho rằng việc tăng giá xăng dầu chưa tính đến lợi ích của người tiêu dùng, thì mới đây thì Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã nhấn mạnh giá xăng tăng thấp hơn mức tăng giá thành phẩm thế giới và mục đích nhằm hỗ trợ đời sống người dân, doanh nghiệp và giúp điều hành kinh tế vĩ mô. Ngoài ra thì ông Hải cũng khẳng định mỗi lít xăng bán ra thì đưa 300 đồng vào quỹ bình ổn. Quỹ này dùng để bù vào mức tăng quá cao từ bên ngoài, nhất là trong trường hợp các ngày nghỉ lễ. Chúng ta đã dùng quỹ bình ổn rất nhiều, và nếu không thì người dân sẽ phải gánh giá rất cao. Khi giá tăng thì có thể tác động ngược lại kinh tế vĩ mô cả đất nước. Và thời gian tới với diễn biến rất khó lường của giá xăng dầu thế giới, chúng ta sẽ vẫn cần phải dựa vào quỹ này, ông Hải chia sẻ. Thuế phí xăng dầu đã thay đổi như thế nào qua các năm? Và trước khi ngừng kinh doanh từ đầu năm 2018, thì RON 92 là loại xăng được dùng phổ biến nhất trên thị trường. Đồng loạt từ 20 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2014, thì các doanh nghiệp xăng dầu đã lên niêm giá bán xăng RON 92 ở mức 25.230 đồng một lít. Đây được coi là mức giá trong lịch sử của RON 95 và đến nay vẫn chưa bao giờ bị phá vỡ. Giá xăng thương phẩm bình quân trên thế giới thời điểm bấy giờ là 119,3 USD một thùng xăng RON 92, tức là 0,75 USD một lít, khoảng 16.000 đồng một lít. Xăng RON 92 sẽ phải chịu 4 sắc thuế là thuế nhập khẩu 20%, tương ứng là 3.200 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, tương ứng là 1.600 đồng, VAT 10%, khoảng 2.293 đồng, và thuế bảo vệ môi trường là 1.000 đồng một lít. Như vậy, người tiêu dùng sẽ phải đóng góp tổng cộng là 8.093 đồng tiền thuế, tiền phí và chiếm 32% giá của một lít xăng. Dù giá xăng ở mức ngất ngưỡng, thì tổng chi từ thuế vẫn chưa thể so sánh với mức hiện tại. Và đến tháng 5 năm 2015 thì Bộ Tài chính quyết định mức thuế bảo vệ môi trường sẽ tăng gấp 3 lần so với biểu thuế 1.000 đồng một lít của năm 2012. Và giá xăng RON 92 nhập khẩu bình quân tính đến mức tháng 10 đã ở mức 62,2 USD một thùng và giá bán đến tay người tiêu dùng là 18.139 đồng một lít. Việc thuế bảo vệ môi trường là 3.000 đồng thì tổng số tiền cho thuế phí đối với xăng giai đoạn này chiếm tới 50,4%. Còn tính đứng riêng với tổng số chi cho các sắc thuế thì chiếm 31,3 và thấp hơn 2,7% so với tháng 5 năm 2019. Giữa năm 2018 khi vẫn chưa có quyết định áp kịch trần thuế bảo vệ môi trường 4.000 đồng một lít đối với giá xăng dầu, thì giá xăng thương phẩm bình quân trên thế giới thậm chí còn cao hơn hiện tại. Đối với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 thì giá rơi vào mức là 80,8 USD một thùng và khoảng 83,4 USD một thùng xăng RON 95. Thời điểm này thì giá xăng RON 95 bán lẻ ở thị trường tối đa là 20.910 đồng một lít, và trong khi người dân phải nộp vào ngân sách nhà nước tổng 4 sắc thuế là 8.500 đồng một lít và tương đương 40,6%, 46% tổng chi phí cho các khoản thuế phí và 43% tổng chi từ thuế để có 1 lít xăng RON 95 thời điểm hiện tại được đánh giá là một trong những con số cao nhất lịch sử.